Hello, xin chào quý chú anh chị các bạn quay trở lại kênh của Thành Lê nha Welcome back to my channel guys Hôm nay là mình sẽ cùng với mọi người thời sự một chủ đề rất là nóng bỏng và rất là mắc cười luôn Đó là cái câu chuyện xe Win Fast bán xe Win Mỹ Dĩ nhiên như mọi người đã biết rồi đó, xe Win vừa mới tổ chức một cái buổi lễ xuất khẩu uh, 999 chiếc xe Win Mỹ này Tại vì 1.000 chiếc thì nó dùng số đẹp nó là 999 chiếc Ok, that's fine, nó xuất khẩu cho cái hãng xe <laughs> Cái hãng cho thuê xe Autonomy Autonomy này là một cái hãng chuyên cung cấp dịch vụ cho mướn xe ngắn hạn không uh, từ 3 tháng trở lên cho tới mỗi uh, mướn từng tháng cũng được nữa của các dòng xe điện nói chung chứ không phải chỉ có xe VinFast nó riêng và nó đặt xe VinFast là 2.500 chiếc thì trong cái lô này VinFast giao cho nó là 999 chiếc thì lô hàng sau dự kỳ là khoảng qua năm sau thì giao có ngàn rưỡi chiếc không à đáng ra chuyện nó rất bình thường bên Pháp nó bán xe thì hãng này nó đặt mua xe là chuyện rất bình thường đúng không cái mà không bình thường là gì có nhiều thanh niên việt nam nổ quá trời nổ nổ mà không có trường khác nổ cơ hội để mà nổ luôn á nếu mà có cái giải thưởng mà nổ là họ phải nhận đầu tiên đúng không cái như nào là, là có như tự hào đó chứ nào là có như wow việt nam trở thành nước đầu tiên xuất khẩu xe ra thế giới wow việt nam không làm được ốc vít nhưng làm được ô tô wow việt nam nó coi như là ngắn mặt lên nào nó trước tiên là gì cái đó cũng chưa có đến nỗi ok cái mà làm mình phải chửi là gì mấy em đó đó nổ xong tự hào xong rồi quay qua chửi dì kiều à cái này mới đụng chạm nè cái này mới đụng chạm nè đáng nghe mình đâu có thèm nói không nhưng mà gì chửi dì kiều chửi dì kiều ha chửi dì kiều tức là gì có chửi mình á tại vì mình cũng là dì kiều ok trước tiên là gì hiện giờ á trên nước mỹ này không hề có một cái dealer xe winfast nào hết dĩ nhiên là có mấy cái showroom ở california rồi đó nhưng mà đó là cái kiểu mà quảng cáo thương hiệu thôi mọi người nghĩ xem thí dụ mà chúng ta muốn ra mua chiếc xe winfast đi mua cách nào đâu có rồi đăng đăng ký xe bằng cách nào để lên đi dmv đưa giấy tờ gì cho nó để đăng ký không có nói chung nó chưa có những cái dịch vụ đó còn cái ngày mà coi như là xe vinfast nó bán ra trên nước mỹ này mà để mà người dân thật sự có thể đi mua nó xa lắm nó xa bao nhiêu năm nữa lần là... không à, thì tới đó chúng ta tự hào luôn cũng được ok cái mấu chốt là gì có nhiều em ở việt nam á xe vinfast nó bán được mấy trăm chiếc xe quên mỹ này nó chỉ nguyên hãng xe bán mấy trăm chiếc ngàn chiếc gì đó mà nó làm giống như là nó trúng số độc đắc vậy đó ok cái đó là chuyện của nhà nó đi Giờ cái thứ hai nó là gì nó quay sang nó chửi gì kiều dĩ nhiên trong video này mình cũng thừa biết là có nhiều đứa nó sẽ cũng sẽ nhào vô nó chửi mình không giờ chuyển nhiên nó chửi mình thì cái chuyện đó bình thường rồi đó tại vì mình biết nó sẽ chửi mình thì mình chỉ muốn gửi lời là gì trước tiên á là coi như là mấy em mà coi như chửi diệu kiều mấy em phải nên nhớ là diệu kiều là những người đang sống ở trời tây ok đang sống ở đất nước mà tụi em đang mơ á ok cho dù tụi em có nói xấu diệu kiều thế nào đi nữa thì mấy em thêm xem lại cái thân phận của tụi em đi có bằng cái mát diệu kiều hay không hãy nói đúng lương tâm nè à. Nói đúng những gì đang diễn ra xã hội đi Thân phận tụi em có bằng cái mát chị Kiều hay không? Về cuộc sống hàng ngày của tụi em như thế nào? Thường là nhà trọ ăn uống dĩa hè Đi xe máy, đúng không? Giờ học thì học trường làng, ok Trong khi đó, Di Kiều người ta làm gì? Người ta sống ở Mỹ, ở châu Cuộc sống người ta đầy đủ vật chất sung túc Quyền lợi người ta có, phúc lợi người ta có, tiếng nói người ta có Thôi ờ, bây giờ nói chuyện đơn giản là tụi em dám nói xấu, dám chửi Bù Tịnh hay không? Bù tình đang xâm lược Ukraine đó, có Nga đang bị xa lại Ukraine đó Đơn giản không? Điều kiện đơn giản không? Đâu có đòi hỏi gì mà tốn tiền tốn bạc đâu Chỉ cần làm video lên Youtube Vừa có thể kiếm views nhiều, nhiều khi còn kênh được bật kiếm tiền đó Mỗi ngày cứ đè Bù tình ra chửi, <laughs> ok, đơn giản vậy đó Không, ai đòi, mỗi ngày cứ đè ngủ mập ra chửi <laughs> vậy là vậy là tụi em tự hào là tự hào cái gì tự hào cái gì, cái gì? còn có nhiều đứa nó bắt đặt nó chửi mình có nhiều đứa nó nghe lúc trước mình uh, nói xe vinfast cái nó bà đặt nó vô nó chửi mình là, là chó này chó nọ mọi người trước tiên nó về là gì mình hỏi nó đơn giản mà có câu nào chửi mà, mà nó mới mẻ hơn không hết chuyện mình ở mỹ nó ở việt nam nó đi xe máy mình đi xe hơi nó ở nhà trọ mình ở nhà coi như là bà... ừ mình đang ở nhà Đúng không coi như nó ao ước được qua mỹ qua châu còn mình đang ở mỹ mỗi năm mình đi châu mà nó dám chửi mà là chó trong khi cái việc mà mình đơn giản mình làm là gì mình review chiếc xe winfast mà không phải review, mình bình luận bình luận thôi trong khi á chúng ta ở Mỹ là chuyện mình mua xe VinFast đối với chúng ta nó dễ như ăn cháo vậy đó còn nó là nó mơ suốt kiếp suốt cuộc đời nó chưa chắc nó đủ tiền nó mua xe VinFast nữa. mà nó dám nhào vô nó chửi mình cái idea là mình không thể nào mình hiểu được cái đầu óc tụi nó trước cái giống gì nữa Rồi chưa kể nên là gì mấy em nên nhớ là gì ở việt kiều này hai người dân mỹ nói chung người ta có quyền lợi hơn tụi em xe winfast nó bán qua bên mỹ này á là quyền lợi khách hàng của tôi anh phải nhiều hơn tụi em ok tụi em muốn review muốn bình luận gì nó sao cũng được hết á còn tụi em mà coi như hó hé gì xe vinfast một cái là tụi em chết chắc đúng không và dĩ nhiên là gì giá xe vinfast trên nước mỹ này là chắc chắn phải rẻ hơn giá xe việt nam vậy gấu cột tụi em tự hào là tự hào gì đừng có nói là tự hào là tại vì việt nam có xe xuất khẩu qua mỹ nha cái đó không phải là tự hào trên thế giới nó có nhiều nước xuất khẩu xe qua mỹ lắm không chứ... à, khi nào cuộc sống tụi em ngon lành đi tự hào ok nói chuyện có nhiều đứa nói chuyện mắc cười mọi người có nhiều người thậm chí là một số người bên đây là nói chuyện mất cười lắm nghe mày có phải việt nam không mà mày không ủng hộ hàng việt nam là câu mình nghe mình thấy mắc cười nhất luôn á ủa tao việt nam chứ tao đâu ngu ok tự nhiên việt nam cái là ủng hộ việt nam bất chấp hả đúng không mọi nghĩ xem tự nhiên thí dụ như mà hàng việt nam nên cái ủng hộ bất chấp là coi như lao đầu vào mua hàng việt nam đúng no. không phải xem cái ừ, chất lượng nó như thế nào dịch vụ hậu mãi như thế nào giá cả như thế nào vân vân cái tự, tự, nhiên nó hàng việt nam cái nhào vô ờ uh, mua ủa gì ai sẽ tốn tiền ai sẽ tốn tiền mọi người xem xe vinfast nó bán chứ nó đâu có tặng đâu đúng không có nhiều đứa nó chuyện đó nha nhịn không nổi luôn mọi người nha hết chuyện đó nghe có nhiều đứa nó nghe nó tự nó tự hào không nó chửi gì kiều trong khi nó đang mơ để nó làm gì kiều đó, mới đó mình nói thiệt đây là quá là bực bội bây giờ mình phải chửi cho đã cái miệng mới được có nhiều đứa nó nghe nó nó nằm mơ đi nữa nó cũng mơ được cái nước ngoài nữa mình nói thiệt ai mà không biết cái điều đó dĩ nhiên là trong miệng tôi nói lúc nào nó trời ơi nha ờ tôi đó đâu muốn đi mỹ đâu không có dịp đi du lịch thôi đâu muốn đi mỹ đâu ai ai cho đi ai cho đi hỏi thầy coi ai cho đi visa mỹ đâu mà đi nếu mà có visa mỹ rồi đi thì tụi nó cao chạy xa bay qua mỹ này rồi ở đó tụi nó làm gì còn có chuyện mà ở việt nam nữa ở sao sao ai cho đi mỹ làm như muốn đi mỹ là muốn đi vậy mình mà cái mắc cười nhất là cái vấn đề không phải xe VinFast nữa vấn, cửa, vấn đề mắc cười nhất là có nhiều đứa đó Xe VinFast á Bán cho ở Việt Nam mắc hơn nè ha Dịch vụ kém hơn nè ha Chất lượng dĩ nhiên phải kém hơn chất lượng xuất khẩu qua Mỹ rồi Tức là tôi nó phải mua xe mắc hơn Dịch vụ kém hơn Cái gì cũng kém hơn hết Mà nó lại dỗ ngược xương tên nó tự hào Giờ nó chửi những người dân bên đây Trong khi ở đây chúng ta mua xe tốt hơn chất lượng cao hơn dịch vụ cao hơn và giá tiền rẻ hơn Ủa, từ tự, tự hào dùng người mỹ tự hào dùng dì kiều á mọi người thấy kiểu nó chuyện đó nghe không biết nó ăn cái giống gì nữa nó thiệt bực bội ghê đó. thôi video à. <laughs> ờ. thành ra là ok mình muốn gửi lời tới, tới mấy em là gì mấy em đừng có chửi dì kiều ok tại vì sao khi nào mà cái thân phận của tụi em hơn cái mát gì kiều đi mấy em mà chửi gì kiều ok chứ mà đừng có cử như chửi những cái điều vu vơ vớ vẩn giống như là trời ơi nó nghe gì kiều lu dôm gì kiều không tủ quốc gì kiều dân hạng 2, hạng 3 cái thân phận của tụi em có bằng cái mát gì kiều hay không ở đó giờ mấy em ra quốc tế thì thế giới người ta chào đón tụi em hay không cái gì kiều là đi tới đâu là thế giới người ta cũng chào đón hết đó OK, tại vì kiều là là mỹ là châu là anh là pháp là canada là úc còn mấy em là gì có mấy em là gì